Hiệp hội taxi Hà Nội, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản kiến nghị Bộ Công an, Cục Cảnh sát Giao thông, Đường bộ, Đường sắt quy định màu biển số cho các phương tiện kinh doanh vận tải. Lý do Hiệp hội đưa ra là để tạo thuận lợi cho công tác quản lý phương tiện, giúp các lực lượng chức năng cũng như người dân dễ dàng nhận biết được phương tiện kinh doanh vận tải, đặc biệt là xe phương tiện vận tải dưới 9 chỗ, tránh được sự lừa gạt, kinh doanh gian dối của các chủ xe, tạo điều kiện xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch. Việc chuyển đổi màu biển số mang đến một giải pháp quản lý dễ dàng hơn, đồng thời khiến cho người dân có cách nhận biết tốt hơn giữa ma trận các phương tiện giao thông công cộng. Trường hợp khi mà các phương tiện ngừng kinh doanh vận tải sẽ được chuyển đổi về biển nền trắng và chữ số màu đen.